Hello các bác nhé. Sau rất nhiều ngày tháng chờ đợi thì hiện tại bên em đã cập bến về được cái mẫu chuyên vít của Freeman nhé. Dòng này thì nó là một thương hiệu con của Dayton. Đấy. Dayton thì hiện tại là cửa hàng bên em đang phân phối chính hãng các bác nhé. Đấy, giờ em sẽ mở hộp đấy, và đánh giá nhanh cho các bác nhé. Đấy. Dayton này. Đây, body đây. Này thì được đóng gói trong một cái hộp thì nói chung là khá là đơn giản. Đây. Body của máy đây, nhỏ hơn so với cả em tưởng tượng các bác nhé, rất là nhỏ. Đấy, sử dụng chân pin phổ thông M21 các bác nhé. Máy thì nó sẽ có hai cái đèn trợ sáng hai bên này, đây, đầu chuyên vít. Động cơ brushless, con này rất là mạnh nhé, 250 newton, rất là khỏe, lực xoắn. Vòng tua tối đa là 3800 vòng phút. Rồi. À, con này có thể tắt được cả đèn các bác nhé. Này. Này, ví dụ muốn tắt đèn thì tấn vào tắt đèn. Đấy, và đây là có rất nhiều chức năng nhé. Này, chậm này. Nhanh này. 4 cấp tốc độ các bác nhé. Đấy, 4 cấp tốc độ. Con này thì nó có cả cái chức năng là ngắt lực khi mà chúng ta vít đã bắn xuống hết nhé. Đảm bảo bắn vít là an toàn tuyệt đối, 100%. Con này thì giá rất là mềm. Đấy, giá nó chỉ có loanh quanh và tầm khoảng hơn 1 triệu thôi. Đấy, nhưng mà hàng chính hãng. Quá nhá. Đấy. Quá khỏe luôn. Rồi. Hôm nay thì em sẽ làm một clip ngắn thế này thôi để giới thiệu sơ qua về cái con Freeman này thôi. Đấy, thì hẹn các bác clip ngày mai nhá.